Kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối thứ hai ngày 12 tháng 10 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Chương trình tối nay sẽ có các tin chính sau đây. Mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ 20 đã hoàn tất. Phong trào thi đua sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp hướng về Đại hội Đảng. Đông Hưng xây dựng nông thôn mới nâng cao bằng cách phát huy nội lực. Sau đây là nội dung chi tiết, thưa quý vị và các bạn. Sáng nay, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình, chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra soát đánh giá lại công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ 20. Sự hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành viên các tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ 20 đã hoàn tất. Về công tác phục vụ đại hội, tiểu ban phục vụ và cơ quan tuyên giáo các cấp tập trung định hướng chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh thông tin, truyền thông, an ninh mạng, chỉ đạo các cơ quan báo chí tiếp tục tập trung thực hiện các chuyên trang, chuyên mục hướng tới đại hội, đẩy mạnh tuyên truyền trực quan phục vụ đại hội. Đối với công tác an ninh trật tự, cơ quan công an phối hợp với các địa phương xây dựng và triển khai các kế hoạch chi tiết đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy trong những ngày diễn ra đại hội. Đối với công tác hậu cần, lễ tân, khánh tiết, các đơn vị đã hoàn thành các nội dung được giao, bố trí cơ sở vật chất, nhân lực sẵn sàng phục vụ tốt các nội dung trong những ngày diễn ra đại hội. Các điều kiện về điện, nước, an toàn vệ sinh thực phẩm, công tác y tế tại đại hội, xây dựng các kịch bản, tình huống đều đã được các ngành chức năng liên quan chủ động chuẩn bị các phương án. Đồng chí Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình ghi nhận và đánh giá cao các đơn vị địa phương, các tiểu ban phục vụ đại hội trong triển khai thực hiện công việc được giao. Về nhiệm vụ tiếp theo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, tiểu ban tuyên truyền khánh tiết tiếp tục chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, tạo sức lan tỏa và không khí thi đua sôi nổi trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân hướng về đại hội. Tuyên truyền khánh tiết chúng ta chuẩn bị công phu như vậy, rất nhiều nội dung đã được triển khai như vậy và điều kiện rất là sẵn sàng như vậy rồi. Không phải chỉ là báo cáo ở cái buổi hôm nay mà nó còn phải được tuyên truyền thể hiện ra trên các phương tiện thông tin đại chúng để cán bộ, đảng viên, nhân dân thấy được cái sự chuẩn bị một cách bài bản công phu cũng như là cái tinh thần và cái không khí đại hội. Cái thứ hai nữa là công tác tuyên truyền chúng ta là nói trước, rồi chuẩn bị là trong đại hội là rõ rồi. Nhưng sau đại hội nữa thì cũng phải được quan tâm, phải đặt lên bàn để chúng ta sẵn sàng. Đồng chí cũng lưu ý về các điều kiện phát sinh, nhất là tình hình thời tiết đang diễn biến phức tạp, để các đơn vị chủ động lường đón, sẵn sàng xử lý các tình huống trước và trong quá trình diễn ra đại hội. Các đơn vị được giao nhiệm vụ phải hết sức quan tâm đến quá trình và nội dung diễn ra đại hội, đảm bảo chặt chẽ, chất lượng, không để xảy ra sai sót. Muốn vậy, các đơn vị phải thống nhất và có sự phối kết hợp nhịp nhàng trong thực hiện các công việc được giao, cần chủ động ra soát lại các công việc, linh hoạt xử lý các tình huống, đảm bảo an toàn trong quá trình diễn ra đại hội, phải đề cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện các công việc được giao, phấn đấu tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ 20 diễn ra trang trọng, thành công, an toàn và tiết kiệm. Nằm trong chuỗi các hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ 20, sáng nay Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thái Bình tổ chức hội thi xe tuyên truyền cổ động chào mừng đại hội. Tới dự và chúc mừng hội thi có đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình, đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình cùng lãnh đạo các sở ngành địa phương. Tham gia hội thi có 8 xe tuyên truyền cổ động đến từ Trung tâm Văn hóa Thể thao các huyện thành phố. Trên xe, ngoài cờ hoa băng rôn khẩu hiệu, còn có hệ thống loa phát thanh tuyên truyền những thành tựu của Đảng, đất nước và của tỉnh Thái Bình. Trên bước đường đổi mới tạo không khí rộn ràng. Sau khi tuyên truyền cổ động ở nhiều tuyến phố lớn ở thành phố Thái Bình, các xe tiếp tục di chuyển về trung tâm các huyện, lan tỏa không khí tươi vui và tinh thần của đại hội đến đông đảo các tầng lớp nhân dân.
Theo đánh giá của ban tổ chức, các xe tham dự hội thi được chuẩn bị công phu, ý nghĩa, tạo ấn tượng tốt đẹp trong nhân dân. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã sẵn sàng, các lực lượng phối hợp để đại hội diễn ra an toàn và thành công. Phản ánh của phóng viên thời sự tại Nhà văn hóa Lao động, nơi diễn ra đại hội. Tôi có mặt tại hội trường Nhà văn hóa Lao động tỉnh vào lúc 14:30 chiều nay. Và lúc này thì mọi công tác chuẩn bị cho đại hội đang ở những bước cuối cùng để sẵn sàng cho ngày làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ 20. Trong những ngày qua, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình đã tiến hành rà soát, kiểm tra hiện trạng cơ sở vật chất để chỉnh trang, tu bổ, sửa chữa, nâng cấp các hạng mục đáp ứng tốt nhất các yêu cầu tổ chức đại hội. Đến nay, mọi công việc đã hoàn thành. Thì Liên đoàn tỉnh đã bước vào công tác chuẩn bị. Thứ nhất là chỉnh trang lại cái cơ sở vật chất nhà văn hóa động, từ sửa sang lại hệ thống điều hòa, kiểm định an toàn sân khấu, rồi an toàn hệ thống an toàn điện, hệ thống phòng cháy chữa cháy. Đồng thời chúng tôi cũng đã sơn lại mặt tiền nhà văn hóa động và một số các phòng chức năng. Đảm bảo an ninh trật tự là một trong những công tác quan trọng nhất của đại hội. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Bình đã điều động nhiều lực lượng, phương tiện, tổ chức lập vành đai an toàn từ sớm, từ xa để bảo vệ sự kiện chính trị quan trọng này. Lực lượng công binh thực hiện nhiệm vụ lần này là 35 người, chia thành 8 địa điểm. Và mỗi địa điểm trang bị một máy móc và trang thiết bị đồng bộ kèm theo, đã rà phá bom mìn vật nổ tại 8 địa điểm để bảo đảm được an toàn cho đại hội. Công tác hậu cần cũng đang hoàn thiện ở những bước cuối cùng, từ hoạt động trang trí đến đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho đại biểu trong 3 ngày làm việc. Chúng tôi đã chuẩn bị từ bông hoa cho đến ăn giữa giờ cũng như là ăn chính của đại biểu. Là tôi rất là cầu kỳ, cho nên là phải đặt cái sự an toàn lên hàng đầu và những bông hoa tươi thắm làm sao đại hội thật thành công. Chiều nay, các công tác phun khử phòng dịch để đảm bảo an toàn cho đại hội trong bối cảnh dịch COVID-19 cũng được tiến hành. Nằm trong chuỗi hoạt động của đại hội có trưng bày triển lãm tranh ảnh và những sản phẩm thành tựu phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thái Bình giai đoạn 2015-2020. Nhiều công trình gắn biển chào mừng đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 cũng đã được diễn ra. Để đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định phục vụ cho Đại hội Đảng bộ tỉnh, Công ty Điện lực Thái Bình đã triển khai nhiều phương án. Tại địa điểm diễn ra đại hội, Công ty Điện lực Thái Bình đã chuẩn bị và lập phương án cấp điện bằng 3 nguồn lưới điện, cử cán bộ kỹ thuật tiến hành kiểm tra cụ thể nguồn điện nội bộ trong Nhà văn hóa Lao động Thái Bình, trạm biến áp nhà văn hóa, xử lý kịp thời những khiếm khuyết. Điện lực đã chuẩn bị 2 cái máy phát công suất là 500 kVA. Thì một máy phát là cấp cho toàn bộ hệ thống âm thanh và ánh sáng, còn một máy phát là cấp toàn bộ cho hệ thống điều hòa trung tâm của nhà văn hóa. Các điểm mà cầu giao và máy cắt là đã được bố trí người trực ở đó, khi sự cố cái là có thể là đổi nguồn một cách nhanh nhất. Công ty Điện lực Thái Bình cũng đã hướng dẫn các đơn vị chức năng tăng cường bảo vệ an ninh các trạm biến áp, đường dây 110 kV, lưới điện trung áp, hạ áp cấp cho đại hội. Ngành điện Thái Bình đã chỉ đạo các điện lực huyện, thành phố đảm bảo việc cấp điện cho các cái trung tâm truyền thông cũng như là các cái địa phương trong địa bàn toàn tỉnh để đảm bảo cái duy trì cấp điện an toàn, phục vụ cho cán bộ nhân dân được theo dõi truyền hình phát thanh trực tiếp các cái kỳ nội dung của đại hội. Đến thời điểm này, ngành điện đã sẵn sàng đảm bảo cấp điện ổn định, an toàn, liên tục, phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ 20. Công ty Điện lực Thái Bình sẽ không cắt điện từ ngày 12 tháng 10 đến hết ngày 15 tháng 10 trong thời gian diễn ra đại hội. Tiếp tục giới thiệu tới quý vị và các bạn những nội dung cơ bản của các kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình. Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ 18 được tổ chức từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 10 năm 2010. Một trong những phương hướng nhiệm vụ được đại hội thông qua là tạo nền tảng để đến năm 2020, Thái Bình trở thành tỉnh nông thôn mới, có nền nông nghiệp và công nghiệp theo hướng hiện đại. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ 18 đã thông qua báo cáo chính trị kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ 17 và phương hướng mục tiêu nhiệm vụ chủ yếu 5 năm 2010-2015.
Đại hội nhất trí nhận định về những kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17. Đại hội đã thông qua phương hướng nhiệm vụ chung của Đảng bộ trong những năm tới là tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, giữ vững ổn định chính trị xã hội, khai thác mọi nguồn lực, phát triển kinh tế nhanh bền vững, đẩy mạnh phát triển văn hóa xã hội và nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, tạo nền tảng để đến năm 2020, Thái Bình trở thành tỉnh nông thôn mới, có nền nông nghiệp và công nghiệp theo hướng hiện đại. Đại hội cũng đã đề ra 6 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong phát triển kinh tế xã hội. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ mới gồm 52 đồng chí, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 18 đã bầu Ban thường vụ gồm 13 đồng chí, đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc được bầu làm Bí thư tỉnh ủy. Tháng 9 năm 2011, Bộ Chính trị quyết định điều động phân công đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc giữ chức chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và điều động phân công đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, giữ chức Bí thư tỉnh ủy Thái Bình. Tháng 2 năm 2015, đồng chí Trần Cẩm Tú được điều động chuyển công tác về Ủy ban Kiểm tra Trung ương, giữ chức Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 11. Tháng 3 năm 2015, đồng chí Phạm Văn Sinh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình được bầu làm Bí thư tỉnh ủy. Thái Bình hiện có trên 7.600 doanh nghiệp, hơn 1.700 chi nhánh văn phòng đại diện đăng ký hoạt động, giải quyết việc làm cho hơn 200.000 lao động. Thời gian qua, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình tổ chức nhiều phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh, thiết thực, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ 20. Những ngày này, Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Tiền Phong phát động và triển khai thực hiện nhiều phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ 20. Đặc biệt là phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, góp phần giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Vừa rồi là có một số sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã xử lý được cái lò nung, thì hiện nay đưa ra sản phẩm đạt chất lượng rất là cao. Đấy là những cái sản phẩm mà đáp ứng được với thị trường và làm lợi cho công ty là hàng nhiều trăm triệu đồng. Tương tự, nhờ triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, dự kiến năm nay Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Xít sẽ đạt doanh thu hơn 1.000 tỷ đồng. Riêng vụ mùa năm nay đã tiến hành khảo nghiệm hàng nghìn giống lúa thuần và giống lúa lai cho kết quả tốt. Năm 2020 đã được công nhận thêm 3 giống cây trồng mới, bổ sung vào cái bộ giống sản phẩm quốc gia và đã chuyển thương mại hóa đầu tiên là giống BC15 kháng bệnh đô ra sản xuất đại trà, đem lại giá trị cho nông dân gia tăng khoảng độ 18.000 tỷ. Ở bất kỳ lĩnh vực hoạt động nào, các doanh nghiệp của tỉnh Thái Bình đều tổ chức đợt thi đua cao điểm, được đông đảo cán bộ, người lao động hồ hởi, nhiệt tình tham gia, quyết tâm tăng tốc, phục hồi sản xuất, kinh doanh, duy trì sự phát triển của doanh nghiệp, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ 20 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đặc biệt là đối với những diện tích đất trồng lúa một vụ, canh tác kém hiệu quả sang trồng các loại cây màu khác là biện pháp quan trọng để tăng hiệu quả sử dụng đất, tăng thu nhập cho người nông dân. Tại Thái Bình, hiệu quả kinh tế của các cây trồng sau chuyển đổi đều cao hơn so với cây lúa từ 2 đến 3 lần. Giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2019, tổng diện tích đất lúa chuyển đổi cơ cấu cây trồng là trên 2.220 ha, trong đó chuyển đổi sang trồng rau màu, cây ăn quả, cây dược liệu là gần 1.294 ha. Theo đánh giá, hiệu quả kinh tế của các cây trồng chuyển đổi cao hơn so với trồng lúa từ 2 đến 3 lần. Một số mô hình sản xuất ớt hàng hóa tại các xã Quỳnh Minh, An ấp, Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ có giá trị kinh tế từ 300 đến 350 triệu đồng một hecta một năm. Mô hình trồng thanh long tại xã Thống Nhất, huyện Hưng Hà cho thu nhập 500 đến 600 triệu đồng một hecta. Diện tích chuyển đổi sang trồng hoa cây cảnh khoảng 80 hecta, chuyển sang trồng cây dược liệu khoảng 70 hecta. Nếu mà cây lúa thì sao chỉ được tạ rưỡi, hai bên trên tốt thì mới được 2 tạ, nhưng mà nếu mà ớt mà năm nào mà nó mà đắt thì là xào được 20-30 triệu. Chúng tôi thấy cây sân dây nó hiệu quả hơn, thì đến bây giờ chúng tôi cũng đầu tư vào đây là gần 4 hecta, thì chúng tôi thấy mỗi một hecta thì nó cũng được khoảng
25-30 tấn sân dây. Thì tôi tính là sân dây thế thì nó cũng hơn cây lúa. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng hàng hóa không chỉ giúp nông dân làm giàu từ sản xuất nông nghiệp mà còn góp phần quan trọng thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, huyện Đông Hưng đề ra mục tiêu đến năm 2025 có 20% số xã trở lên đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao, trong đó có 2 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Ngay từ những ngày đầu của nhiệm kỳ mới, huyện Đông Hưng đã chỉ đạo các xã được lựa chọn phát huy nội lực và những kết quả đã đạt được, xây dựng nông thôn mới nâng cao một cách thực chất và bền vững. Con đường đi vào vùng chuyển đổi cây trồng rộng hơn 20 hectare của xã Đông Xuân trước kia gập ghềnh lại nằm cạnh sông Sa Lung, khiến các phương tiện vận tải không dám lưu thông qua đây. Sau khi đã về đích nông thôn mới, xã Đông Xuân tiếp tục huy động nội lực 2 tỷ đồng cùng với nguồn hỗ trợ là 3,8 tỷ đồng để xây dựng tuyến đường trải nhựa dài 1,5 km dẫn vào vùng chuyển đổi. Mục đích là để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân tại vùng đất trồng lúa kém hiệu quả này. Chúng tôi đang tiếp tục đầu tư, huy động các nguồn vốn để nâng cao cái tiêu chí giao thông. Bởi vì đây là một trong những tiêu chí quan trọng nhất, mà giao thông phát triển thì kinh tế phát triển. Mà kinh tế đã phát triển, xã hội phát triển và đời sống nhân dân được nâng cao. Nhờ có kế hoạch rõ ràng, xã Đông Xuân từng bước hoàn thành các tiêu chí trên cơ sở điều kiện thực tế của địa phương, như làm rãnh thoát nước cho đường trục xã, thôn qua khu vực dân cư, duy tu bảo trì thường xuyên các tuyến đường giao thông. Do đó đến nay, địa phương này đã hoàn thành 10 trên 11 tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Tại một địa phương khác là xã Nguyên Xá, nhiều tuyến đường trục xã, trục thôn được trồng cây bóng mát hoặc trồng hoa, cây cảnh, cơ sở vật chất xây dựng khang trang. Xã Nguyên Xá đạt quyết tâm sẽ hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao vào năm 2021. Vừa rồi chúng tôi huy động như thế là 1 tỷ đồng để xây dựng cái con đường, vừa là cái chỗ đi lên cái khu vực mà tâm linh, cái chỗ nghĩa trang nhân dân ấy, và cũng là cái đường mà phục vụ cái việc sản xuất, rồi chỉnh trang đường làng, cây xanh thì chúng tôi là huy động là các đoàn thể rồi nhân dân. Chúng tôi đã thấy rằng là đây là lựa chọn là những xã mà có quyết tâm chính trị cao, đội ngũ cán bộ lãnh đạo xã đoàn kết và quyết tâm để xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Thì tiền đề của cái nhiệm vụ này, vì đây là đều là những xã mà đã về đích sớm trong cái xây dựng nông thôn mới và là những xã có cái tiềm lực về kinh tế xã hội, an ninh chính trị tương đối là vững mạnh và ổn định. Xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, và nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Đông Hưng đề ra mục tiêu phấn đấu 20% số xã đạt nông thôn mới nâng cao và ít nhất 2 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Đây không phải là một mục tiêu quá lớn, tuy nhiên để thực hiện được mục tiêu này đòi hỏi quyết tâm chính trị rất cao, sự đoàn kết trong toàn đảng bộ và sự đồng lòng ủng hộ của toàn thể nhân dân. Chuyển sang các tin tức khác. Điều trị bằng y học cổ truyền là một trong những biện pháp mang lại hiệu quả tích cực đối với trẻ em mắc hội chứng tự kỷ. Sáng nay, Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình đã tiếp nhận gói kỹ thuật này do Bệnh viện Châm cứu Trung ương chuyển giao. Trong y học cổ truyền, phương pháp chính điều trị chứng tự kỷ ở trẻ gồm châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt. Tùy từng giai đoạn, các bác sĩ sẽ phối hợp với thủy châm, hồng ngoại, cấy chỉ. Điều trị cho trẻ tự kỷ bằng kỹ thuật cao thường trải qua từ 1 đến 2 đợt. Và mỗi đợt kéo dài từ 1 đến 2 tháng. Việc chuyển giao kỹ thuật từ Bệnh viện Châm cứu Trung ương với Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình không những trang bị thêm kiến thức, kỹ năng cho các y bác sĩ mà còn góp phần giúp gia đình có trẻ tự kỷ mong muốn được điều trị bằng y học cổ truyền có thể tiếp cận với các kỹ thuật này ngay tại Thái Bình, giảm bớt chi phí thời gian đi lại. Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ đại hội đảng và các sự kiện lớn của đất nước, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thái Bình vừa phá chuyên án ma túy, bắt 2 đối tượng và thu giữ 3 bánh heroin. Hồi 6 giờ 30 phút ngày 8 tháng 10 năm 2020, tại trục đường 39B thuộc khu vực Cầu Ngái, thôn Đông Thành, xã Bình Minh, huyện Kiên Xương, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thái Bình bắt quả tang Nguyễn Thị Loan, sinh năm 1986, cùng chồng là Khiếu Đình Rật, sinh năm 1982, cùng trú tại thôn Trạng, xã Yên Phúc, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, đang vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ: 3 bánh heroin, 1 điện thoại di động, 1 ô tô Hyundai i10
và 1,3 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Sau đây là tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 7. Hồi 16 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc, 115,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 350 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 16 giờ ngày 13 tháng 10, vị trí tâm bão ở khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc, 110,4 độ Kinh Đông, trên phía đông đảo Hải Nam Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12. Đến 16 giờ ngày 14 tháng 10, vị trí tâm bão ngay trên vùng biển ven bờ các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 12. Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão, chiều nay đồng chí Nguyễn Khắc Thận, trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình, ban hành công điện khẩn số 08 yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp các ngành. 1. Thực hiện nghiêm nội dung công điện số 07 hồi 6 giờ 30 phút ngày 12 tháng 10 năm 2020 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. 2. Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chỉ đạo quyết liệt bằng mọi biện pháp khẩn trương thu hoạch nhanh gọn lúa hoa màu có thể thu hoạch được với phương châm xanh nhà hơn già đồng, đặc biệt ở các vùng có khả năng bị ngập úng để giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra. 3. Kiểm đếm, quản lý chặt chẽ việc ra khơi của tàu thuyền, thường xuyên cập nhật thông tin, thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của bão để chủ động tìm nơi tránh trú an toàn, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Kêu gọi tàu thuyền ở khu vực nguy hiểm về nơi tránh trú an toàn, giữ liên lạc với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra. 4. Rà soát kiểm tra phương án bảo vệ các trọng điểm đê kè cống sung yếu, nếu phát hiện thấy công trình không bảo đảm, an toàn, phải chủ động huy động lực lượng, phương tiện, vật tư để xử lý củng cố ngay. 5. Đóng các cống tưới, mở các cống tiêu, triệt để tiêu nước, đề phòng mưa lớn gây ngập úng lúa hoa màu, các khu vực trũng thấp. 6. Kiểm tra các lồng bè, chòi nuôi trồng thủy, hải sản, phương tiện vận tải trên sông, ven biển để chủ động các biện pháp phòng tránh. Sẵn sàng di rời toàn bộ số lao động nuôi ngao, nuôi trồng thủy hải sản, số ngư dân trên các phương tiện đánh bắt đã neo đậu trên địa bàn, người dân sinh sống trong khu vực nguy hiểm và nơi an toàn. 7. Sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời triển khai ứng cứu khi có yêu cầu, tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Hết công điện. Đến đây chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình xin được kết thúc. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên trang thông tin điện tử thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTV Go hoặc trên fanpage và YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.